tốt đẹp đến với tất cả mọi người chúng ta. Hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023. Ở nơi Bắc Âu, mặt trời lộ diện không trước 9 giờ sáng. Mình có ý tưởng làm món bánh bao chay ngay bây giờ. Mình nói công thức làm bánh, và mình thu thập công thức tại kênh Thu Ni, Quốc Cát này. Khi mình làm bánh thì hai tay, và hai mắt của mình chú ý vào việc làm bánh, nhưng mình vẫn còn có đôi tai để nghe những công thức làm bánh này cho nên, mình để âm thanh vào dạng replay. Có nghĩa là, đoạn công thức bánh này, lập đi và lập lại cho mình nghe, công thức này. Vì cả đôi tay và hai mắt mình chú tâm vào vật liệu làm bánh. Cách làm bánh bao chay với hương vị thơm ngon, và hấp dẫn, sẽ đem đến cho bạn, và gia đình bữa sáng, hoặc bữa xế no bụng, trong những ngày chay tịnh của tháng. Nguyên liệu, và các bước làm bánh bao chay cực kỳ đơn giản, bạn có thể tự làm bánh tại nhà với hướng dẫn dưới sau đây. Bánh bao chay có nhiều loại khác nhau, loại không nhân, còn gọi là màng thầu, bánh hoàn toàn làm bằng bột, được ăn kèm với cháo đậu hoặc sữa đậu nành. Loại bánh có nhân khá đa dạng, tùy vào khẩu vị và sở thích của người ăn quyết định thành phần tạo nên nhân. Trong bài này, chúng ta sẽ làm bánh bao chay nhân nấm, cực kỳ hấp dẫn, thơm ngon. Bánh bao chay là món bánh được rất nhiều người yêu thích bánh không chỉ được sử dụng trong những ngày ăn chay mà còn dùng trong những ngày thường bởi hương vị thơm ngon vốn có màu sắc bánh đơn giản trắng ngà và có kích cỡ vừa tay người cầm cách làm bánh bao chay không hề phức tạp nhưng bạn cần tuân thủ một số bước để bánh nở đẹp đều và không có mùi khó chịu hãy cùng làm bánh á hay bánh âu và thực hiện theo công thức dưới đây để có những mẻ bánh thật ngon nhé mục lục chuẩn bị nguyên liệu Cách làm bánh bao chay Sơ chế nguyên liệu Làm vỏ bánh bao Làm nhân bánh bao chay Vào bánh Hấp bánh và hoàn thiện thành phẩm Yêu cầu thành phẩm Bí quyết làm bánh bao chay ngon hết sảy Chuẩn bị nguyên liệu 150 g nấm đông cô 150 g nấm bào ngư hai miếng đậu hũ non 150 g khoai môn bào sợi 400g bột mì đa dụng, 15g men, 40g đường, 320ml nước lọc, dầu ăn, muối, bột ngọt, đường, tiêu xay, hành tím. Cách làm bánh bao chay. Sơ chế nguyên liệu. Đun ấm nước lọc, khoảng 38-40 độ C. Thêm đường vào, quậy tan, tiếp đó là cho men. Để khoảng 10 phút để men hoạt động bạn sẽ thấy nước hơi bị sủi bọt, là men còn tốt, và sử dụng được. Làm vỏ bánh bao Rây mịn bột mì, rót nước men đường vào, quậy từ từ cho bột mịn, không bị vón cục. Rắc bột áo lên một mặt phẳng sạch, cho bột lên và nhào bằng tay khoảng 20-30 phút để bột mịn. Quét dầu ăn lên một âu sạch, đặt bột vào giữa, bọc kín lại bằng màng plastic, để từ 70-90 phút cho bột nở. Khi ủ được 45 phút, bạn lấy bột ra nhào một lần rồi mới cho vào thâu lại tiếp tục ủ thêm tới khi bột nở gấp đôi so với kích thước ban đầu nhào bột lại và vo thành thanh hình tròn dài dùng dao cắt bột thành từng khúc vo tròn lại và cán mỏng để chuẩn bị gói nhân bánh làm nhân bánh bao chay trong thời gian ủ bột bạn chuẩn bị nhân bánh rửa sạch nấm thái nhỏ vắt khô nước đậu hũ để ráo nước tán nhuyễn khoai môn băm nhỏ hành tím cũng rửa sạch và băm nhỏ trộn nấm đậu hũ khoai môn hành tím với một muỗng cà phê bột ngọt chút xíu muối tiêu xay đường một muỗng cà phê dầu ăn để yên cho gia vị thấm đều vào bánh chia nhân thành nhiều phần nhỏ vo viên lại tiếp theo lấy phần bột vỏ bánh đã chuẩn bị ra cho nhân vào giữa từng miếng bột rồi khéo léo gói lại sao cho vỏ bánh gói trọn phần nhân bên trong. Hấp bánh và hoàn thiện thành phẩm. Xếp bánh vào xửng, mang đi hấp từ 20-30 phút là bánh chín. Lấy bánh ra khỏi xửng và thưởng thức khi còn nóng. Yêu cầu thành phẩm. Một mẻ bánh bao chay ngon, sẽ có vỏ bánh mềm xốp, trắng ngần cùng nhân bánh đậm đà, nóng hổi. Món bánh này là bữa sáng hoặc bữa xế tuyệt vời, cung cấp thêm năng lượng, để bạn tiếp tục học tập và làm việc mỗi ngày. Bí quyết làm bánh bao chay ngon hết sảy. Công thức làm bánh bao chay đã có rồi, nhưng để làm được một mẻ bánh thơm ngon, đúng điệu, thì bạn cần bỏ túi thêm một số bí quyết sau. Cách ủ bột Thông thường, thời gian ủ bột là từ 1-2 giờ. Nếu không thấy bột nở, thì có thể bạn đã quên cho men nở vào, hoặc nhào bột không đều, nước không đủ ấm, để men hoạt động. Ủ bộ ở nơi mát, tránh ánh nắng của mặt trời cách làm vỏ bánh bao ngon chọn bột làm bánh ngon ủ đủ thời gian và không hấp bánh quá nhanh hoặc quá lâu nếu hấp bánh nhanh bánh sẽ bị xỉn màu còn nếu hấp quá lâu thì bánh sẽ nhão mẹo làm vỏ bánh bao trắng là cho một chút giấm vào nước hấp bánh cách bảo quản bánh bao cho bánh vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản được khoảng một tuần nếu cho vào ngăn đá bánh có thể để được đến hai tuần có nên dùng bột cái khi làm bánh bao. Bột cái có vai trò giúp bột vỏ bánh lên men đều và nhanh hơn, nhưng bạn cần cân chỉnh lượng bột cái thích hợp, vì nếu cho quá nhiều sẽ khiến bột bị chua. Cách làm bánh bao chay ngon thật đơn giản, đúng không nào? Bạn hãy thưởng thức lớp vỏ bánh mềm, xốp với phần nhân bánh thơm lừng và hương vị nấm này nhé. Chúc các bạn thành công. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách làm bánh Á hay bánh Âu thì bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn đến những bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh MC Doniel N các này. Mình hẹn bạn đón nghe những video kế tiếp với lời chúc tốt đẹp nhất. Đắc MC Doniel vào ngày 25 tháng 3 năm 2023.